Ngày 8 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận 5 đã làm rõ nhiều tình tiết, cách thức hoạt động của nhóm núp bóng khách sạn, massage, karaoke để hoạt động mại dâm. Theo đó, Công an xác định tổ hợp khách sạn, massage, karaoke top đỉnh cao ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 là chi nhánh 1 của tổ hợp khách sạn, massage, karaoke ở quận 3. Hai cơ sở này do Võ Tường Phúc, 57 tuổi, làm tổng giám đốc và làm ăn chung với Nguyễn Minh Thông, 42 tuổi, Lê Thị Ngọc Hiền hay gọi là Oanh Lớn và Nguyễn Trịnh Trí Phong, 50 tuổi. Mỗi cơ sở chia 3 khu vực gồm khu massage, karaoke, khách sạn. Trong đó, Thông là trưởng ban quản lý karaoke, hàng ngày có mặt trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Hiền là tổng quản lý má mì, điều hành và chỉ đạo khoảng 15 má mì cấp dưới, có nhiệm vụ quản lý, môi giới và chứa khoảng 150 nữ tiếp viên làm việc ở hai cơ sở. Riêng Phong trực tiếp tham gia điều hành cơ sở. Quá trình điều tra xác định các tiếp viên nữ kích dục hoặc múa sexy khỏa thân tại phòng karaoke rồi chào mời khách mua dâm. Khi khách có nhu cầu thì trao đổi trực tiếp má mì trực bàn. Tiền phòng là 1 triệu đồng mỗi lượt, tiền mua bán dâm với giá 4 triệu đồng mỗi lượt nếu đi nhanh, 8 triệu đồng qua đêm. Mọi trường hợp bán dâm cho khách, má mì trực bàn báo cáo cho Hiền và Thông. Khách có nhu cầu đi mua dâm ở khách sạn bên ngoài thì phải liên hệ với má mì trực bàn. Sau đó, các má mì sẽ báo cho tổng quản lý má mì Hiền và trưởng ban quản lý là Thông. Nếu được cấp trên đồng ý, các má mì mới cho nữ tiếp viên ra ngoài bán dâm. Thường với trường hợp này, các khách là mối quen của Thông và Hiền. Ngoài ra, nếu khách quen có nhu cầu nghe nhạc để sử dụng ma túy thì được nhân viên cơ sở mở nhạc phục vụ. Nhằm che giấu hoạt động mại dâm, Hiền lập nhiều group trên Zalo như Chào Bàn 31. Hiền dùng tiếng lóng đi ăn chỉ đạo nữ tiếp viên bán dâm. Bên cạnh đó, nhóm cầm đầu hướng dẫn các nữ tiếp viên cách thức đối phó với lực lượng chức năng như giấu điện thoại, xóa ngay Zalo, không cung cấp tên quản lý, tự thỏa thuận đi mua bán dâm với khách. Trong vụ án này, công an đã triệu tập, mời làm việc nhiều người liên quan và đang điều tra mở rộng vụ án. Lãnh đạo phòng PC02 cho biết quá trình đeo bám, củng cố hồ sơ, trinh sát gặp nhiều khó khăn do các má mì cảnh giác, kín kẽ. Thậm chí các má mì cho biết là đang bị động, đang bị cơ quan công an để ý nên chỉ tiếp nhận khách nước ngoài đi theo tour du lịch. Còn khách quen thì được hướng dẫn đi sang tụ điểm Fortune. Liên quan vụ việc, công an đưa 106 nhân viên, 66 khách đang ca hát và massage trong cơ sở về trụ sở làm việc. Qua làm việc, bước đầu hầu hết các nữ nhân viên khai nhận khi khách vào vui chơi sẽ tư vấn múa sexy khỏa thân và sử dụng chất ma túy rồi chào mời khách mua dâm tại đây. Công an xác định đây là đường dây tổ chức hoạt động môi giới mại dâm, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.